Thưa quý vị và các bạn, liên tục trong thời gian chưa đầy một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 4 vụ cháy. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng thiệt hại về tài sản ước tính lên tới hàng tỷ đồng. Qua các vụ cháy này cho thấy, cần phải tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác phòng cháy chữa cháy, bởi nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn và có thể xảy ra bất kể lúc nào với bất cứ ai. Đây là hình ảnh vụ cháy tại gia đình chị Phạm Thị Bình ở thôn Hòa Lạc, xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hảo. Do vụ cháy xảy ra ban đêm, tại tầng 1 chứa hàng hóa với nhiều đồ dễ cháy nên khi phát hiện thì đã quá muộn. Vụ cháy thiêu rụi tầng 1 cùng toàn bộ cửa hàng tạp hóa, đồng thời làm con trai chị Bình bị bỏng và ngạt khói, hiện vẫn đang phải điều trị tại bệnh viện. Chị Bình cho biết gia đình đã rất cẩn trọng và trang bị các bình chữa cháy nhưng vẫn không thể tránh được. Nguyên nhân là do chập điện nó cháy từ tầng dưới lên. Em thì cũng cẩn thận lắm rồi, không trước khi em đi ngủ em tắt hết điện đi, có để mỗi cái điện ở giữa thôi, có dùng cái gì đâu. Em thiệt hại vào hơn 2 tỷ. Còn đây là vụ cháy xưởng sản xuất tái chế tạo hạt nhựa của gia đình ông Nguyễn Đình Bồ tại khu làng nghề thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, xảy ra vào trưa ngày 30 tháng 3 vừa qua. Vụ cháy làm sập hơn 300 m² nhà xưởng và làm hư hỏng toàn bộ máy móc cùng một số nguyên liệu. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ, song theo ông Bồ rất có thể do chập điện từ máy bơm nước sinh hoạt của gia đình. Nhắc con là bố trí từ cầu giao rồi công tác kiểm tra, nhưng mà đây thực sự xảy ra thì là một sự vô tình, không ai nghĩ một cái chuyện rất nhỏ như vậy mà nó lại xảy ra là từ cái giếng bơm nước sinh hoạt mà nó mô ve thôi. Để rút kinh nghiệm cho các gia đình khác thì ta cũng cần phải kiểm tra thường xuyên, đừng chủ quan một chi tiết nhỏ. Hai vụ cháy còn lại xảy ra tại chung cư PH thành phố Hưng Yên vào ngày 5 tháng 4 và cháy một xưởng sản xuất ở tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử vào tối ngày 10 tháng 3. Bước đầu nguyên nhân đều được xác định là do chập điện. Đáng nói, từ điểm xảy ra cháy ở Dị Sử, xưởng này đã tạm dừng hoạt động. Toàn bộ nguồn điện sau công tơ đã được ngắt. Đánh giá ban đầu sơ bộ thì phần nhiều khả năng là do đường điện nó lâu ngày xuống cấp, trời nó mưa phùn, khả năng là nó cũng sẽ dẫn đến chập điện. Thực tế cho thấy có nhiều nguyên nhân cụ thể gây ra cháy, nhưng đến khi biết được chính xác thì đã muộn. Vì thế cần có sự cẩn trọng, nâng cao ý thức của mọi người ở mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không được chủ quan lơ là với sắc lửa.